14 với 13, bây giờ mới có 37. Cô đang thiếu hai bạn nữa. Là bạn nào? Bạn Nguyễn Phúc Lâm nghỉ ạ. Không phải, Phúc Lâm là 40. Nguyệt là ai? À rồi, Nguyệt Tường Vân. Cô giao cho một bạn đi ra tìm cho cô Nguyệt vào đây. Con. Rồi, bạn Phúc giơ tay nhanh lên, cho Phúc ra tìm Nguyệt. Nhanh vào trong vào. Không, đi cùng người Yên. Bây giờ bạn nào mà ra khỏi chỗ sẽ không nhận quà và không nhận vé, ngồi yên tại chỗ. Bây giờ các bạn nhé, bạn nào nhận quà xong mà ra khỏi chỗ bắt cung lại quà và bắt cung cho ở đây chơi nữa cho đi về. Có bạn nào muốn ra ngoài không? Không. Rồi, ngồi yên chí ạ. Cô dặn này, vé cái này các con phải giữ lại, nhớ chưa? Giữ lại và các con phải nhớ rằng là cất trong cặp hay đâu cô không biết. Đừng có trước nữa bảo là cô ơi con rơi rồi, cô không quản lý nhá. Mất vé này sẽ không bốc thăm được, nên việc của các con là cất túi, cất cặp, cất gì cũng cất. Cuối giờ lấy ra nhớ chưa? Mẹ con khác của mẹ ăn lên để lấy quà con. Thay đâu nhá. Đây là chúng mình đừng bật bây giờ, bật như